Bạch Dương là báo, Cự Giải là cá heo, hay Thiên Bình là chim cú? Các bạn đã biết cung hoàng đạo của mình được đại diện bởi loài động vật nào chưa? Giống với chúng ta, các loài vật sẽ có những đặc tính, đặc trưng khác nhau. Có loài thì mạnh mẽ, dũng cảm, cũng có loài nhút nhát, thích ổn định. Vậy với những tính cách đặc trưng như vậy, chúng sẽ tương ứng với cung hoàng đạo nào? Ngay bây giờ các bạn hãy cùng với Top 1 khám phá chúng mình tìm hiểu nhé! Bạch Dương, báo. Bạch Dương được đánh giá cao bởi sự năng động, tiên phong và truyền cảm hứng cho nhiều người. Bạn dường như chẳng bao giờ bị trói buộc tại một nơi quá lâu. Thông minh, nhanh nhẹn, loài báo biết khi nào là thời cơ để vồ lấy con mồi. Bạch Dương cũng vậy, với bản lĩnh như sự can trường, họ luôn biết khi nào là thời điểm để bắt đầu hay kết thúc mọi việc. Giống như loài báo, những người thuộc cung Bạch Dương không bao giờ bỏ lỡ cơ hội của bản thân để đạt được thỏa thuận. Kim Ngưu, chim cánh cụt. Những người thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu thường trung thành và nội tâm. Họ thích ở cạnh những người đặc biệt dù ít ỏi, hơn là việc tề tựu cùng một nhóm lớn ồn ào. Và cũng giống như loài chim cánh cụt, Kim Ngưu thích dành thời gian để ở cạnh những người mà họ yêu thương. Vẻ nghiêm túc, ít nói ít cười của Kim Ngưu có thể khiến người khác e dè, ngại tiếp cận. Nhưng sự bình tĩnh, chín chắn của bạn lại khiến người ta kính nể. Bạn rất trung thành và sẽ hết lòng bảo vệ những điều mà bạn yêu quý. Kim Ngưu không dễ giận dữ, nhưng mọi người biết không nên làm bạn nổi cáu, nếu không sẽ phải chịu cơn nóng như lửa của bạn. Song Tử, chim ruồi. Song Tử có nội tâm phức tạp, khéo léo và luôn tin vào chính mình. Nguyên tắc của bạn là có đi có lại và muốn người khác đối xử tốt với mình như bạn đối xử tốt với họ. Là một cung hoàng đạo thuộc nhóm khí, Song Tử mang trong mình đặc điểm nổi bật chính là sự tò mò. Cung hoàng đạo này luôn tò mò về mọi thứ, từ con người, xã hội đến tự nhiên, vũ trụ. Với những điều bản thân chưa rõ, chưa tỏ, Song Tử luôn đặt ra các câu hỏi với mong muốn tìm kiếm lời giải đáp cho thắc mắc của bản thân. Giống như Song Tử, loài chim ruồi nhỏ bé dùng đôi cánh của mình để đi muôn nơi tìm kiếm những điều thú vị. Cự Giải, cá heo. Cự Giải thích những thứ liên quan đến nước. Bạn xinh đẹp, thông minh và thích phiêu lưu. Nhưng bạn luôn cần thời gian để làm quen với một người mới hay hoàn cảnh mới. Bạn có thể nhìn thấy hai mặt của mọi vấn đề và không bao giờ lùi bước khi mà người thân yêu cần bảo vệ. Cự Giải dễ khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái và yên tâm khi ở cạnh. Vì sự quan tâm, cảm thông và thấu hiểu của mình, những người thuộc cung Cự Giải luôn là lựa chọn tốt nhất để tâm sự hoặc chia sẻ. Giống như vậy, cá heo là loài động vật đáng yêu và tốt bụng giữa đại dương rộng lớn. Loài vật này có khả năng thấu hiểu và cảm thông một cách đặc biệt, điều không thường có ở các loài vật khác. Sư tử, sư tử. Sư tử rất lịch sự, phong độ khi cần thiết, nhưng không bao giờ chấp nhận bị coi khinh, sỉ nhục bởi bất cứ ai. Giống như vua của rừng xanh, người thuộc cung hoàng đạo sư tử mang trong mình phong thái tự tin chẳng ai sánh bì. Trong bất kỳ một trường hợp nào, sự mạnh mẽ và tự tin của sư tử đều khiến người bên cạnh ngưỡng mộ. Cùng với đó, khả năng lãnh đạo thiên bẩm cũng được xem là một tài năng đáng kể của những người thuộc cung hoàng đạo này. Sử nữ, gấu. Như chúng ta đã biết thì sử nữ rất kỳ lạ. Bạn thường có vẻ ngại ngùng lúc ban đầu, nhưng sẽ rất nồng nhiệt khi ai đó chiếm được lòng tin của mình. Bạn thông minh, nhưng thường chỉ trích khi mọi việc không được như ý. Tuy vậy, bạn biết tận dụng tài hoa của mình và luôn là ánh sáng cho ai đó. Một cách lặng lẽ, sử nữ không bao giờ phô trương hay quá khích trước điều gì. Ngoài ra thì sử nữ và gấu đều mang trong mình đặc điểm đó chính là sự khiêm tốn. Dù bỏ ra nhiều tháng liền để ngủ đông, nhưng khi quay lại, bản lĩnh của loài gấu không bao giờ mất đi. Thi thoảng bạn rơi vào trạng thái mất tinh thần, nhưng rồi có thể nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có của mình. Thiên Bình, chim cú. Thiên Bình là những người có khả năng lan tỏa niềm tin và thiện chí với mọi người bạn gặp. Bạn luôn muốn nhìn thấy những mặt tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng dễ lung túng khi đứng trước đám đông. Ghét bị vướng vào những cuộc tranh cãi và tình huống khó xử. Bên cạnh đó, những người thuộc cung hoàng đạo Thiên Bình là những người vui vẻ, hài hước.
họ có thể bất ngờ nảy ra một trò đùa châm biếm và xem xét phản ứng của đối phương. Sự hài hước của thiên bình khiến cho cung hoàng đạo này luôn được yêu mến và quý trọng. Tương tự, loài cú là loài vật thông minh nhưng cũng vô cùng hài hước. Những trò đùa của chúng luôn có sự sắc bén và đòi hỏi trí tuệ để có thể giải thích được. Bọ cạp, dái cá. Bọ cạp xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm. Bạn có tâm hồn đam mê cháy bỏng và không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Sức mạnh to lớn và cá tính mạnh mẽ của bọ cạp khiến người khác phải dè chừng. Và cũng giống như dái cá vậy, bọ cạp luôn biết cách dùng sự quyến rũ của mình để thu hút người bên cạnh. Bọ cạp luôn giữ bình tĩnh, quan sát và hành động như một nhà lãnh đạo thực sự. Bọ cạp luôn biết cách sử dụng những công cụ, khả năng của bản thân để đạt lấy những mục tiêu mà họ mong muốn. Nhân mã, bướm chúa. Nhân mã thì sống vô tư, đam mê và không để cho bất kỳ ai cản trở hạnh phúc của mình. Bạn thích sống trong thế giới đa dạng và luôn tìm cách để chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận. Và với bản tính thích di chuyển, ngôi nhà của nhân mã và loài bướm chúa đều là nơi mà họ dừng chân. Như một gã du mục, cung hoàng đạo này đi khắp đó đây để tìm ra ý nghĩa cũng như là triết lý cuộc sống. Cả hai đều tận hưởng và trải qua những cuộc thay đổi lớn, trải nghiệm những biến động của chính mình. Market, dê. Market rất thần bí, suy nghĩ logic và không thích những người không cùng trình độ. Bạn dồi dào kiên nhẫn, nhưng khi đã tức giận thì cơn thịnh nộ của bạn sẽ cực kỳ khủng khiếp. Trong mắt mọi người, bạn sống khá kín tiếng, nhưng đó chỉ bởi vì bạn chọn bạn bè một cách khôn ngoan mà thôi. Dù Market có nhiều tham vọng cũng như là chí tiến thủ, nhưng bạn không bao giờ gây nguy hiểm cho bất kỳ ai hay điều gì. Những người thuộc cung hoàng đạo này có thể đưa ra lời khuyên, chia sẻ với cả đối thủ của mình. Giống như loài dê, Market thích được hành động một cách độc lập và hoàn toàn có khả năng tự đứng vững trên đôi chân của chính mình. Bảo bình, cáo. Bảo bình trung thành và tận tâm với những người bạn bạn quan tâm nhất. Tính cách độc lập khiến bạn có vẻ khó đoán. Bạn luôn phấn đấu vượt lên trên những kẻ muốn chỉ huy mình đi theo hướng khác. Bạn tự do và đủ mạnh mẽ để không ai có thể cản trở mình. Giống như đặc tính của loài cáo, người thuộc cung hoàng đạo bảo bình có thể thích nghi trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Cả hai đều mang bản chất của sự thông minh và trung thực. Đặc biệt, suy nghĩ của bảo bình cũng giống như loài cáo, là điều không ai có thể đoán trước được. Song ngư, khỉ đột. Song ngư bí ẩn, nhanh nhẹn và cũng đầy sức mạnh. Bạn thích dành thời gian cho bản thân và không muốn bị quấy rầy. Song ngư giàu cảm xúc, nhạy cảm nên tính khí cũng hơi thất thường. Chắc chắn người xung quanh nên tạm lánh khi thấy bạn đang có xu hướng bộc phát. Bên cạnh đó thì song ngư cũng là người mơ mộng, có trí tưởng tượng phong phú. Bạn luôn dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều bản thân mình mơ ước và cả hiện thực cuộc sống. Giống như loài khỉ đột, song ngư thích trở thành người nổi bật nhất trong cuộc trò chuyện liên quan đến trí tuệ. Cung hoàng đạo này luôn đưa ra lời nhận xét sâu sắc kèm theo những suy tư của bản thân. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những loài động vật đại diện cho những tính cách ẩn giấu bên trong của 12 cung hoàng đạo rồi. Và phần 2 của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem sinh vật biển nào sẽ đại diện cho 12 cung hoàng đạo. Như chúng ta đã biết thì biển cả rộng lớn, bao la với rất nhiều điều bí ẩn và vô vàn các loài sinh vật biển. Và với những tính cách đặc trưng của 12 cung hoàng đạo như vậy, sinh vật biển nào sẽ tương xứng với bạn đây? Bạch dương, cá mập. Với tính cách thích kiểm soát và ưa chinh phục, cung hoàng đạo Bạch Dương đích thị là kẻ săn mồi đáng sợ nhất đại dương. Bạn giống như một chú cá mập, sẵn sàng xông pha để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn mà không hề e ngại bất cứ thử thách nào. Kim ngưu, rùa biển. Bởi đã trải nghiệm rất nhiều điều trong cuộc sống này, bạn khá khôn ngoan và hiểu lý lẽ. Sự ổn định, trầm tĩnh và đáng tin cậy của bạn khá giống với đặc tính của loài rùa biển. Chính vì vậy, bạn nhận được rất nhiều sự tín nhiệm của những người xung quanh. Song tử, mòng biển. Song tử chính là những chú mòng biển luôn ao ước được sự tự do, bay nhảy.
bạn mong muốn khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ với những con người mới. Với trí tò mò và lòng hứng khởi, đôi cánh của bạn sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi đâu mà bạn mong muốn. Cự giải, sao biển. Cự giải là cung hoàng đạo nhạy cảm và mong manh. Giống như loài sao biển, bạn thường thu mình trước những mối quan hệ độc hại hay những người khiến tinh thần của bạn sa sút. Bạn chỉ cảm thấy an toàn và tự do khi có sự ổn định về mặt cảm xúc. Sư tử, vỏ ốc xà cừ. Tương tự vỏ ốc xà cừ, các bạn thuộc cung sư tử có một khả năng đồng cảm tuyệt vời. Tiếng nói của bạn tựa như những âm thanh êm dịu của sóng biển. Khi ai đó lắng nghe những lời chia sẻ từ bạn, họ sẽ cảm thấy vô cùng thư thái và an bình. Sử nữ, hải quỳ. Cung hoàng đạo sử nữ luôn biết cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Sự nhạy bén của bạn rất giống với loài hải quỳ, bởi vì bạn sẽ dễ dàng phản ứng với những ai xâm phạm vào ranh giới của mình. Thiên bình, cá heo. Thiên bình hòa đồng, vui nhộn giống như một chú cá heo vậy. Bạn thích nói lên quan điểm và thể hiện cảm xúc của bản thân. Mọi người muốn ở bên cạnh bạn vì họ yêu tinh thần tích cực và lạc quan của bạn. Bọ cạp, sứa. Là hiện thân của loài sứa, bọ cạp không mấy tin tưởng vào thế giới xung quanh. Bạn sở hữu một tinh thần ổn định và cân bằng. Tuy vậy, nếu ai đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn, bạn sẽ ngay lập tức khiêu chiến. Nhân mã, cá nóc. Những ước mơ là điều tuyệt vời nhất mà nhân mã có. Bạn luôn khao khát được khám phá bí mật của đại dương. Nhân mã khá hiền lành, nhưng khi gặp phải những tình huống đe dọa, bạn sẽ chĩa gai giống như loài cá nóc để bảo vệ bản thân mình. Ma kép, mỹ nhân ngư. Mặc dù sống rất quy tắc, nhưng mà ma kết vẫn linh hoạt và uyển chuyển như những mỹ nhân ngư vậy. Bạn không ngại thể hiện cái tôi và quan điểm cá nhân với mọi người. Tuy nhiên, bạn lại khá dè dặt và khép kín khi ở trước đám đông. Bảo bình, cá ngựa. Bảo bình mang tinh thần của những chú cá ngựa với khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Bạn hòa nhập nhưng không hề hòa tan. Do vậy, bạn luôn tạo được sự khác biệt bởi bạn vẫn giữ được nét tính cách đặc trưng và nổi bật của mình. Song ngư, ngọc trai. Mọi người thường không thể nhìn thấu con người thật của song ngư vì bạn chỉ thể hiện bản thân mình với những người bạn thật sự tin tưởng. Với tính cách hào sảng, dễ thương, mọi người cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được kết thân với song ngư đấy. Vậy là qua video ngày hôm nay, các bạn đã biết cung hoàng đạo của mình được đại diện bởi loài vật nào rồi đúng không? Và tất nhiên, sẽ có rất nhiều bạn thấy bất ngờ vì biết thêm những khía cạnh mới của bản thân mình. Các bạn có đồng ý với những điều mà Top 1 khám phá chúng mình đã nói ở trên không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé! Đừng quên like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 khám phá, cũng như ấn nút chuông thông báo nho nhỏ ở bên cạnh để tiếp tục xem những video hay ho nhé! Trên màn hình là những video về 12 cung hoàng đạo. Và nếu như bạn là một người đam mê cái chủ đề này thì đừng bỏ qua, hãy click vào xem ngay nhé. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!